Vâng, mời bạn đời nhé. Quý vị và bạn đã trở lại với phần 2 chương trình sự kiện lễ hội tình yêu trong dịp Noel, gần Noel với bạn ạ. Mình đang quay video với clip 2 các bạn nhé. Các bạn này quay lại kênh để xem video mới nhất. Mình đang đứng tại công viên đối diện với quảng trường Hòa Bình, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định các bạn nhé. Hôm nay tại đây đang hiện ra lễ hội tình yêu, một sự kiện rất là lớn và xung quanh công viên rất là đẹp luôn. Các mô hình động vật khổng lồ hay là những mô hình máy phun tuyết nhân dịp Noel 2024 rất đẹp. Các bạn hãy quay lại kênh để xem video thứ nhất nhé. Lan nơi sẽ có diễn ra chương trình nghệ thuật trong sự kiện các bạn nhé. Chúng ta sẽ được thưởng thức chương trình màn ảo thuật hay siết đặc sắc. Hay là mình cùng đi tham quan tiếp nhé. Đấy, máy phun tuyết này bạn. Các bạn xem lại phần 1 nhé. Mà mình vẫn đứng ở chỗ này các bạn ạ. Mình chưa đi rời khỏi chỗ này. Tại vì chỗ này quá đẹp. Có thể nói là đẹp nhất trong sự kiện luôn. Vì có rất nhiều máy phun tuyết. Với là khu vườn tình yêu mang tên cây thông Noel, phù hợp với các bạn cặp đôi tình nhân đến đây chụp ảnh check in. Cái gì thế ạ? Không biết là bạn gái như là đến tặng mình ô này. Đấy, tự nhiên cái bạn kia tự nhiên đến tặng mình ô. Mình được cầm ô này bạn ạ. Đẹp không? Mình đến xem các bạn chụp hình chơi tiếp này. Ôi, máy phun bóng này quá to. Tự nhiên là mình là được cái ô lại cầm nữa, không bị rơi nữa. Đấy. Che mặt đi rồi.
Các bạn, là sự kiện được diễn ra trong 10 ngày nhá, từ ngày 14 tức là ngày hôm nay đến ngày 24. Trong 10 ngày các bạn nhá, các bạn thoải mái thời gian để đến check-in nhá. Đối diện với công viên Hòa Bình, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định các bạn nhá. Nhớ, đây là một sự kiện. Đây là một trong những sự kiện nổi tiếng đẹp nhất từ trước đến nay. Tự nhiên mà một bạn gái lại được tặng mình ô, mình được cầm ô luôn. Đấy, hình như là sự kiện chương trình thật sắp bắt đầu rồi. Ồ, hai trôn rồi không luôn. Hai bạn trôn rồi không luôn này. Đấy, các bạn, rất nhiều các bạn trai xinh gái đẹp đang đến. Bây giờ đang là 7 rưỡi rồi, sắp 8 giờ rồi. Rất là đông khách đến. Rất đông luôn. Đây các bạn, các mô hình giống như Trung Thu Tuyên Quang ấy các bạn. Các mô hình đèn lồng ấy, các bạn có thể quay lại kênh để xem video mới nhất nhé. Đây là khu vực sân khấu chính này, chuẩn bị diễn ra chương trình nghệ thuật. Có các tiết mục xiếc ảo thuật rất hay. Đấy, khán giả ngồi kín rồi. Xem hai bạn này có chụp hình không? À, hai bạn vừa nãy mình gặp rồi. Sân khấu chính nha. Đây ở đây còn thác cái đài phun nước của công viên. Đấy, khu vực khán giả rất đông này. Các bạn đến với sự kiện này thì sẽ mua vé các bạn nhé. Vé sẽ từ 40.000 dành cho trẻ em và 60.000 dành cho người lớn các bạn nhé. Từ thanh niên trở lên là 60.000. Khu vực đèn lồng đây bạn này. Nãy phần 1 mình đã quay rồi nhá. Đây mình quay review lại cho bạn xem. Trong lúc chờ đợi chương trình nghệ thuật. Đây mô hình đèn lồng chim công nhá. Đây này. Giống hệt với Trung Thu Tuyên Quang này. Đấy, con chim công nha. Bên trong kia là hình hương voi phải. Đây là sân khấu chính này, chuẩn bị diễn ra rồi. Chương trình nghệ thuật này. Rất đông người đang ngồi đây rồi.
Ở rừng ôm này. Anh cầm vướng quá. Ôi trời. À, tác dụng ngồi ô. Quý vị, các tổ chức của chúng tôi xin được thông báo đó là hiện tại thì có một cháu bé bị lạc và cháu đi với bà nội ạ. Cháu tên Minh Nhật, hiện thì đang có dừng chân ở ngã tư Phạm Hồng Thái và Trần Phú. Xin được mời phụ huynh của bạn Minh Nhật vui lòng di chuyển về ngã tư Phạm Hồng Thái, Trần Phú ạ, để chúng ta có thể được tìm lại bạn nhỏ này ạ. Đấy bạn ơi, cái ô mà cái bạn nữ mà nay bạn ấy tặng cho mình. Tự nhiên là được tặng ô đấy. Đây này. Mình gấp gọn để đi quay nhá cho nó đỡ vướng. Đây là các mô hình này. Mô hình hoa sen này. Đây các mô hình trong khuôn viên sự kiện nha. Nay mình đã review hết rồi, bây giờ mình quay lại cho bạn xem khán giả. Khán giả đã ngồi kín sân khấu rồi. Lễ hội tuyết rơi Nam Định ngày 14 đến ngày 24 đấy nha. Thưa quý vị, và chương trình lễ hội tình yêu ngày hôm nay của chúng ta có rất nhiều các khu vực trải nghiệm và đặc biệt là có rất nhiều các khu vực check-in để quý vị có thể lưu lại những hình ảnh thật tuyệt vời và ý nghĩa của chúng ta tại lễ hội tình yêu năm 2024. Ở đây chắc là bạn gái, bạn bé gái bị lạc rồi nãy đây. Khu vực đèn lồng khổng lồ với hình ảnh các linh vật. Và bên cạnh đó thì khu vực tuyết mình rơi review gần các linh vật cho bạn xem. Vẫn đang đón nhận được sự quan tâm của rất nhiều các bạn trẻ và các quý vị khi cùng tới tham dự chương trình ngày hôm nay. Tại đây thì chúng ta sẽ còn có một khu vực Noel 2024 để quý vị có đấy, thể mình cùng trả quý vị có thể cùng quan sát và mình di cho chuyển về khu vực bạn không cầm ô cho đỡ vướng với những món ăn siêu ngon để quý vị có thể cùng thưởng thức. Và tuy nhiên thì hiện tại chúng tôi thấy được rằng là tại tất cả các vị trí chỗ ngồi cũng đã được lấp đầy. Xin được mời quý vị sẽ thật nhanh chóng lựa chọn cho mình những vị trí chỗ ngồi tuyệt vời nhất để cùng thưởng thức trọn vẹn những phần trình diễn nghệ thuật vô cùng đặc sắc được trình diễn bởi các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam ngày hôm nay. Trân trọng kính mời tất cả quý vị. Voi, ong. Mình di chuyển gần đến kia dễ nhìn. Chó. Mô hình voi này. Cho những quý vị đang đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa thì chúng rất đông người đang chụp ảnh check-in các bạn. Quý vị đã tới tham các bạn đến xem trong 10 ngày các bạn nhá. Đến trực quanh check-in thoải mái luôn. Thoải mái thời gian. Xin mời và cảm ơn quý vị. Các bạn trẻ đi chơi lễ hội. Các con. Đấy. Mô hình voi này. Rất lớn luôn.
ong à. Này. Đây cũng ngồi con đường tình yêu này. Con đường tình yêu nhá. Kêu hai bạn đang đi à? Đấy, quá đẹp. Các bạn đến đây tha hồ chụp ảnh check in nhá. Mô hình rồng này, con rồng rất dài luôn. Boy nè. Đấy, các bạn đang đi chơi rất đông đó. Mình cùng di chuyển ra ngoài nhá. Nói chung ở sự kiện lễ hội đình yêu này thì chỗ cái chỗ mà khu vườn Loen ấy, cái khu vườn cây thông Loen là đẹp nhất các bạn. Rồng này quá đẹp luôn. Đèn chói quá.
không đang bán hàng. Đây, chỉ có chỗ này là khu đẹp nhất và nhiều người check in nhất ở đây. Chỗ này là nhiều người check in nhất nhá. Đấy. À, Vân thấy mấy bạn nãy Vân ở bạn Vân đứng ở đây chụp hình này. Các bạn vẫn chưa đi. Đấy, đẹp quá bạn. Đấy, nhiều bạn gái rất là xinh đẹp đang đứng ở đây này. Đấy. Thì bạn các bạn đang cầm ô chụp hình kìa. Quá đẹp nhá. Rồi. Cái này nó bằng bột xà phòng nên là rất là bụi các bạn. Đấy. Mình đang đứng đối diện với này. Ôi nó bay hết ở miệng. Đấy, xem các bạn chụp hình nhá. Đúng rồi, anh chụp cho. Hai đứa đứng vào anh chụp cho. À, có người chụp rồi. Đấy, các bạn đang chụp vệ sinh cơ. Đấy. Đấy, gà đồ đấy nhá. Ở chỗ này chói nữa nhỉ. Ở chụp không, anh chụp cho. Ở đây bạn này chụp. Đẹp chưa? Đấy. À, chồng chụp hộ. Ở đây đấy, bạn đứng vào chụp cho. Ờ, đưa bạn đứng vào chụp cho. Đấy, xem các bạn. Nào, đâu này có chụp không? Nhiều quá. Chói quá, khó nhìn quá các bạn ơi. Các bạn ơi, chuyển sang các video tiếp theo nhé. Để tiếp tục xem chương trình. Ở đây. Chói quá. Đấy, bạn này đẹp này. Đấy. Quá xinh nhá. Ai chụp vậy? À đây đây. Chỗ này quá đẹp luôn các bạn. Đây là chỗ đẹp nhất trong sự kiện nhá. Trên trong ủi bay hết ở miệng rồi. Nó bọt xà phòng nó bay hết ở miệng rồi. Sự kiện diễn ra trong 10 ngày, các bạn thoải mái đến chụp hình nhá. Diễn ra trong 10 ngày luôn. Đấy, hai bạn gái. Hình như hai bạn này chưa có người yêu này các bạn. Đấy, xinh chưa? Đằng sau cây mai à. Đấy.
nhớ mang ô theo nhá, mang ô dù theo không bay hết mọi người. Chụp hình đi là bay hết mọi người, như mình nó bay hết vào miệng này. Mình nói là bay hết vào miệng rồi. Chụp hình. Đây đâu bay chính chủ ấy nè. À đây bạn, bạn nữ sinh Nhật Bản à? Nhật Bản đấy sao đây? Nhật Bản đấy Việt Nam nào? Nhật Bản đấy Việt Nam. Ở Việt Nam. À đây, bạn này chụp hình. Đấy. Cái gì kia? Đây bạn gái này đang chụp hình. Ui nguy hiểm quá. Ngay trên đầu mình. Máy phun tuyết đây. Hình như mình đoán là các bạn chỉ ham mê cái khu vườn thôi chứ không thích chương trình nghệ thuật đâu. Chỗ này là chỗ đẹp nhất rồi. Đây là hai mẹ con kìa, chị kia đang chụp được. Đẹp lắm. Tối nào cũng có phun tuyết rồi nha. Các bạn ơi, tầm 6 giờ tối ra đây là chụp thoải mái luôn đến tận 11 giờ. À, là chụp hình. Ừ, thấy máy rồi. Đèn hơi chói. Đây, xem mấy dáng các bạn chụp hình nhá. Nhìn thôi chụp quá nó không bắt được đâu. Các bạn chuyển sang video thứ sau nhá. Thời lượng là video thứ hai sắp hết rồi. Các bạn like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh nhá để xem tiếp tục chương trình lễ hội sẵn sắc như này, rất nhiều lễ hội rất đẹp. Cái bọt biển đó, bọt nước nó rơi hết vào trong miệng mình không ạ? Nói bọt nước nó rơi hết vào trong miệng. Đây là bọt xà phòng nhé. À đứng bên này nhìn rõ hơn này, bên kia điện chói quá. Tuyết rơi rồi. Giống như Hàn Quốc kìa các bạn. Tuyết rơi đẹp như Hàn Quốc luôn này. Hãy đến nhanh và chụp ảnh check-in tại sự kiện lễ hội đến nhiều đối diện với quảng trường Hòa Bình. Cái quảng trường này tên gì mình quên. À, công viên này là công viên các bạn nhé. Công viên đối diện với quảng trường Hòa Bình, các bạn hãy nhớ thế. Các bạn hãy đi qua cầu Đò Quan, thành phố Nam Định và các bạn sẽ rẽ vào đường Trần Phú là thấy ngay công viên này đối diện với quảng trường Hòa Bình nhá, là nơi diễn ra sự kiện. Diễn ra trong 10 ngày luôn. Sáng ơi, luôn ra. Rồi hẹn gặp lại quý vị và bạn trong video tiếp theo nhá. Ui ôi, ướt hết người rồi. Đông người quá.
đấy các bạn đang chụp hình rất đông này. Rất nhiều mô hình rất đẹp. Đấy, bạn gái tìm được cái ô, tìm cái ô chụp hình. Ô này chắc là họ cho mượn các bạn. Mượn ạ. À? À, mượn. Em không biết đâu, vừa nãy tự nhiên có bạn nữ đưa cho em cái ô. Và mượn à? Ai chụp hình xong là hình như là bảo họ cho mình mượn. Đấy, mình đứng cùng với hai bạn ở từ đầu. Các bạn chỉ thích đứng ở đây thôi. Đã rất là nhiều các bạn gái xinh đẹp nha. Đấy, đến ngay sự kiện để chọn nữa này. Cây mai này. Cây mai là chụp hình check-in rất là đẹp. Đông quá. Đông người quá. Đấy, xin qua kia xem nào. Đấy. Đa số là toàn là cặp đôi đến để chụp hình check-in rồi bạn. Họ đây đến để đam mê chụp hình check-in thôi chứ chương trình nghệ thuật thì ít người xem lắm. À, mình đến đây từ 6 rưỡi. Bây giờ là 8 giờ tối rồi bạn, rất đông rồi. Sân công viên đang rất là đông rồi. Đấy, chương trình nghệ thuật bắt đầu rồi đấy. Anh quà này nhá. Chọn tôi một câu như thế. Hai bạn này có chụp hình không?